Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ với bộ truyện Yêu Tôn nhé. Vào buổi trưa ngày hôm nay thì xin mời anh em đến với tập tiếp theo của Yêu Tôn, tập số 148. Trước khi vào tập truyện thì rất mong mọi người hãy ủng hộ Tiến Phong một like video, và bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy giúp Phong ấn vào đăng ký kênh cũng như là biểu tượng nút chuông nhé. Để mọi người có thể sớm cập nhật những cái tập truyện mới nhất mà Phong đọc, cũng như là giúp Phong nhanh chóng lên được cái mốc 70k sắp. Cảm ơn tất cả anh em. Và bây giờ thì mời anh em vào lắng nghe tập truyện và chúc mọi người có những giây phút nghỉ trưa thật là thư giãn. Yêu Tôn, tập 148. Ngay khi Mạnh Hạo mở mắt, trong đầu hắn chấn động. Vô số ký ức, vô số hình ảnh ở trong khoảnh khắc này lập tức xuất hiện, toàn bộ tâm thần hắn đều khôi phục. Tử vong không phải là kết thúc sinh mệnh, mà là bắt đầu. Ta là Mạnh Hạo. Mạnh Hạo yên lặng thật lâu, từ từ ngẩng đầu, nhìn đáy biển đen nhánh, nhưng mà trong mắt của hắn, cái nhìn thấy lại là bầu trời trên mặt biển. Hắn ta đã tỉnh lại, hắn đã hiểu ra. Vào khoảnh khắc hắn hiểu ra, hắn cũng phát giác được. Đã 10 năm từ khi giọt nước kia rơi, và từ khi hắn lựa mình minh ngộ ở biển tím đến nay, đã là trôi qua 150 năm. Nếu không có giọt nước kia, hắn sẽ không thể tỉnh lại. Hắn sẽ thẳng đường mà hóa yêu, cho đến vạn năm sau mới có thể tỉnh lại. Từ lúc đó thế gian sẽ bớt đi một tu sĩ, phong yêu sư sẽ đứt mạch truyền thừa, đồng thời trong đất trời sẽ lại xuất hiện một đại yêu thiên địa. Ngay khoảnh khắc tỉnh lại, tất cả sóng gió của biển tím lập tức bình lặng. Tất cả u hồn đều đồng loạt chìm xuống biển, không còn một chút nào ở bên ngoài. Cả biển tím đã hoàn toàn yên lặng. Mạnh Hạo ở chỗ sâu dưới đáy biển, sinh cơ quán càng lúc càng thịnh. Mấy ngày sau đã đạt đến đỉnh phong trước đây. Nếu như đổi lại là lúc trước, sinh cơ của Mạnh Hạo mãnh liệt như vậy, ở trong biển tím này sẽ dẫn tới diệt tuyệt ý, hoàn toàn có thể tuyệt sát hắn. Nhưng mà hiện giờ, cả biển tím không hề bài xích hắn. Bởi vì Mạnh Hạo chính là biển tím. Biển tím trên một loại ý nghĩa nào đó mà nói chính là Mạnh Hạo. Tay phải hắn từ từ giơ lên, đưa về phía trước, thì cả biển tím yên lặng chìm xuống, chìm đến 10 trượng. Biển tím rộng lớn của Tây Mạc toàn bộ hạ xuống 10 trượng, làm lộ ra càng nhiều đảo nhỏ, khiến cho những đỉnh núi càng hiện ra to lớn hơn. Cảnh tượng này chấn động tất cả tu sĩ Mạc Thổ. Từng toán người đi tới điều tra, nhưng không tìm ra nguyên nhân. Phán đoán không ra 10 trượng nước biển đó đã đi nơi nào. Mà thực tế cả biển tím Tây Mạc hạ xuống 10 trượng. Số nước giảm đi, lúc này ngưng tụ trên mu bàn tay Mạnh Hạo, lạc ấn thành một chữ thủy màu tím, trở thành dấu hiệu Mạnh Hạo nắm giữ lực lượng tử vong của biển tím, hóa thành đồ đằng thủy thuộc về hắn. Cúi đầu nhìn mu bàn tay, tay phải Mạnh Hạo đưa lên, nước biển xung quanh hắn lập tức tách ra, khiến cho phạm vi trăm trượng quanh Mạnh Hạo không còn một chút nước nào. Đồng thời trên ngón tay trỏ, huyết quang lấp lánh, đồ đằng huyết đại biểu sinh cơ theo đó xuất hiện. Dưới sự điều khiển của Mạnh Hạo, đồ đằng huyết từ từ di chuyển đến mu bàn tay của Mạnh Hạo, dung hợp với đồ đằng biển tím đại biểu tử vong. Khoảnh khắc hai thứ tiếp xúc, chồng lên nhau, dung hợp với nhau, thân thể Mạnh Hạo chấn động. Huyết đại biểu sinh, biển tím đại biểu tử, sinh tiếp xúc với tử là diệt tuyệt, mà sinh và tử dung hợp lại là nguồn gốc sinh sôi của tất cả sinh mệnh. Đây mới là thủy trong ngũ hành của ta. Nó đại biểu sinh, cũng đại biểu tử. Nó vừa diệt tuyệt lại vừa là nguồn gốc của sinh mệnh. Đồ đằng thủy sẽ trở thành nguyên anh đầu tiên của ta. Màu sắc của nó dung hợp giữa tím và máu. Nó chính là thủy trong ngũ hành của ta, tử huyết nguyên anh của ta. Hai mắt Mạnh Hạo lộ ra quang mang kỳ dị,
tay phải nắm chặt lại. Lạc ấn đồ đằng thủy nhanh chóng biến mất, nhưng không có phát tán, mà là nhìn chìm trong cơ thể Mạnh Hạo. Rồi ngay sau đó lạc ấn lên hoàn mỹ kim đan của Mạnh Hạo. Đồng thời trong mắt Mạnh Hạo lộ ra vẻ chấp nhất. Khoảnh khắc này hắn không giống tu sĩ, mà giống đan sư. Hắn lúc này là một đan đỉnh đại sư. Thân thể làm lô, hắn lẩm bẩm. Huyết dịch trong cơ thể đột nhiên tăng tốc, mỗi lần cơ thịt chấn động đều giống như là hóa bản thân, trở thành thiên địa hồng lô. Trong đó không có lửa, chỉ có sinh mệnh quán. Luyện đan bằng sinh mệnh, dùng phương pháp luyện đan để luyện anh, từ đó luyện ra ngũ sắc nguyên anh của bản thân. Lấy tâm làm đan phương. Hai tay Mạnh Hạo đặt lên đầu gối, nhắm mắt lại. Ở trong tâm thần hắn, quá trình từ khi bắt đầu quyết định dùng phương thức trước đây chưa từng có, mà sau này có lẽ cũng là chẳng có ai này, để tu vi bản thân đột phá, từ hoàn mỹ kim đan tiến vào nguyên anh, lấy một loại phương thức khác, từ lúc không có công pháp hoàn mỹ nguyên anh, từng bước đạt đến hoàn mỹ nguyên anh, từ từ xuất hiện trong lòng. Đây chính là đan phương của Mạnh Hạo. Luyện chế ngũ sắc nguyên anh, bước đầu tiên, nguyên anh không phải chỉ là một, mà là năm nguyên anh. Thân thể của Mạnh Hạo chấn động một tiếng, dùng phương pháp luyện đan bắt đầu luyện chế bản thân. Hoàn mỹ kim đan trong cơ thể hắn, sau khi hoàn toàn dung hợp với đồ đằng thủy, ở trong đan lô tạo thành từ thân thể của Mạnh Hạo, với đan phương là tâm, bắt đầu luyện anh. Cảnh tượng này trước mắt Mạnh Hạo, tu chân giới chưa từng một ai làm vậy. Cảnh tượng này trước Mạnh Hạo, tu chân giới chưa từng có một ai làm vậy. Chẳng khác nào là Mạnh Hạo tự sáng tạo ra một con đường tu hành thích hợp với bản thân, muốn dựa vào con đường này tranh phong với hoàn mỹ nguyên anh. Thời gian từ từ trôi qua, hoàn mỹ kim đan quán phát ra tiếng nứt vỡ, những vết nứt hiện lên trên bề mặt. Khoảnh khắc sau, hoàn mỹ kim đan ầm ầm vỡ vụn, hóa thành một vòng xoáy khí hỗn độn. Một tia sáng màu tím đột nhiên xuất hiện trong vòng xoáy khí này. Tia sáng tím đỏ khuếch tán trong cơ thể Mạnh Hạo. Đồng thời trong vòng xoáy, tia sáng đỏ tím bay ra, không ngừng ngưng tụ, dần dần xuất hiện một hình dáng mơ hồ. Hình dáng này không ngừng thay đổi. Biển tím xung quanh đã dần dần cuốn lấy Mạnh Hạo, xuất hiện một xoáy nước lớn. Vòng xoáy càng lúc càng lớn, cuối cùng ảnh hưởng đến toàn bộ vùng biển tím ở Tây Mạc. Vòng xoáy ngập trời, biển tím quận trào. Cảnh tượng này khiến tất cả tu sĩ trên biển tím, cho dù là bất cứ nơi nào, đều là chấn động, kinh hãi, càng không đoán ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc này Mạnh Hạo nhắm mắt, tia sáng tím đỏ trong cơ thể càng lúc càng mạnh. Hình dạng do tia sáng tím đỏ tích tụ càng lúc càng ngưng thực, cho đến cuối cùng đột nhiên ngưng tụ thành một hình người hơi mờ. Con người này giống hệt Mạnh Hạo, nhưng mà là bản thu nhỏ rất nhiều lần, chỉ có khoảng 7 tấc. Ở trong suốt lóng lánh, phát tán ánh sáng tím đỏ, khí tức mạnh mẽ vô ý lộ ra trên mình nó. Khí tức này mạnh mẽ vượt ra đại đa số tu sĩ nguyên anh sơ kỳ, có thể so sánh với tu sĩ nguyên anh vô hạ của các đại tông môn. Lúc vừa mới xuất hiện, vẻ mặt nguyên anh này vẫn còn hơi mơ hồ, nhưng rất nhanh đã thanh tỉnh, dang rộng tay chân. Trái tim Mạnh Hạo lập tức đập nhanh hơn. Tu vi nguyên anh sơ kỳ một lần nữa bộc phát trên người hắn. Khác với những ngày trước bên ngoài Mặc Môn, lần đó chỉ là tạm thời, không thể ổn định, nhưng một lúc này lại chính thức thuộc về Mạnh Hạo, hoàn toàn thuộc về hắn. Hơn nữa cũng là nguyên anh sơ kỳ, nhưng mà so với trước kia, khí tức khí thế còn mạnh hơn. Đây là tử huyết thủy anh. Nguyên anh này vừa xuất hiện, lập tức bay ra khỏi cơ thể Mạnh Hạo, lơ lửng trên đầu hắn. Ánh mắt lấp lánh, khoanh chân ngồi xuống. Ánh tím đỏ chiếu rực cả góc trời. Nhìn khắp tu chân giới vùng đất Nam Thiện này, tất cả nguyên anh gần như là đều chỉ tu ra một nguyên anh, dùng cái nguyên anh đó thành tựu con đường tu hành của bản thân. Chỉ có một người mạnh mẽ, hiếm thấy, hoặc là công pháp đặc thù, hoặc là tu vi quả thực là quá khổng lồ, cho nên một nguyên anh không thể thỏa mãn, mới thử đi luyện nguyên anh thứ hai. Loại người này nhất định đều là cường giả trong cường giả,
bất cứ một ai đều lưu lại dấu vết sâu sắc trong lịch sử. Mà lúc này Mạnh Hạo cất bước ở trên con đường như vậy, ngay khi Từ Huyết Nguyên Anh xuất hiện, đôi mắt Mạnh Hạo mở ra có màu đỏ rực. Hắn hít sâu một hơi, lúc nhắm mắt lại một lần nữa, vòng xoáy khí do Hoàn Mỹ Kim Đan vỡ vụn trong cơ thể hắn không ngừng xoay tròn, khí tức hỗn độn càng thêm rõ ràng. Lúc này đồ đằng thuộc tính kim trên người Mạnh Hạo lấp lánh mạnh hơn, dần dần mờ đi, nhưng mà không phải là biến mất mà là chìm vào trong cơ thể Mạnh Hạo, hóa thành từng luồng kim quang dung nhập vào trong vòng xoáy khí hỗn độn. Thuộc tính kim đến từ lực lượng bản linh của Kim Ô, trở thành thiên địa vô kiên bất tồi chi kim, dùng phép luyện đan luyện ra nguyên anh thứ hai của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo lẩm bẩm nho nhỏ, thân thể làm lô, tâm làm đan phương, một lần nữa luyện anh. Khoảnh khắc sau, cơ thể hắn phát ra âm thanh chấn động bát vực. May mà Mạnh Hạo ở dưới đáy biển, nếu không tiếng động này nhất định sẽ truyền đi rất xa. Mà cho dù là dưới đáy biển thì vẫn nhấc lên từng đợt sóng thần rít gào. Đồng thời vòng khí hỗn độn trong cơ thể Mạnh Hạo phát ra kim quang chói lóa. Kim quang vô tận như là muốn xuyên thấu thân thể Mạnh Hạo, khiến cho Mạnh Hạo lúc này thoạt nhìn giống như là một bức tượng bằng kim loại vậy. Tiếp đó trong làn ánh sáng, một hình dáng màu vàng kim xuất hiện. Sau khi ngưng thực, nhanh chóng hóa thành một hình người giống như là Tử Huyết Nguyên Anh. Độ cao 7 tấc, gần như là trong suốt, vẻ mặt mơ hồ, tất cả đều giống hệt như là Tử Huyết Nguyên Anh lúc trước. Khác biệt duy nhất chính là cái Nguyên Anh thứ hai này toàn thân tản ra kim quang, thoạt nhìn có vẻ chính khí lẫm liệt, cực kỳ thần thánh. Chỉ mấy nhịp thở sau, hình người vàng kim này mở to mắt, có vẻ thanh tỉnh, thân thể giang ra, kim quang lập tức chói lòa, lực lượng khổng lồ bộc phát hóa thành tu vi, lập tức tràn đầy thân thể của Mạnh Hạo. Tu vi Mạnh Hạo giờ phút này dâng lên cực nhanh, đạt đến Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh phong, chỉ còn một chút nữa liền đạt đến Nguyên Anh trung kỳ. Hình người vàng kim này chính là Nguyên Anh thứ hai của Mạnh Hạo, Kim Anh trong ngũ hành. Thân thể nó lóe lên, hóa thành kim quang, bay ra khỏi thân thể Mạnh Hạo, xuất hiện trên đầu quán. Ở vị trí khác biệt so với Tử Huyết Nguyên Anh, mặt đối mặt, khoanh chân ngồi đó. Khí tức xung quanh chuyển động mạnh mẽ, tu vi Mạnh Hạo tràn dâng. Hắn từ từ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Ở trên trán hắn đồ đằng thuộc tính mộc từ từ biến mất. Kim và Thủy đều đã là luyện thành Nguyên Anh. Hiện giờ mộc, thanh mộc của Sơn Hải thứ 9 chính là Nguyên Anh thứ 3 của ta, Mộc Anh. Nguyên Anh này nếu xuất hiện, con đường ngũ sắc Nguyên Anh của ta có thể đại thành. Trong lòng của Mạnh Hạo lầm nhầm, toàn bộ tâm thần rung động, dung nhập vào trong vòng khí trong cơ thể, linh thức thành tay, một lần nữa luyện anh. Rất nhanh, vòng khí hỗn độn trong cơ thể hắn đấp lánh ánh xanh, dường như là có thiểm điện di động trong đó, phát ra tiếng nổ mạnh mẽ. Ở trong tiếng nổ giống như là có sinh mệnh trở thành sinh cơ. Sinh cơ này mạnh mẽ đến cực điểm, giống như là khai thiên lập địa, xuất hiện cảm giác như là thiên lôi địa hỏa. Đồng thời một tia sáng xanh đột nhiên bay ra từ trong khí hỗn độn. Ánh sáng ngưng tụ lại, tạo thành hình dáng, mọc ra tứ chi vào đầu, lại hóa thành ngũ quan và thất khiếu. Tiếp đó đôi mắt mở to, thanh quang chói mắt. Mộc Anh của Mạnh Hạo đã xuất hiện. Ngay khi Mộc Nguyên Anh xuất hiện, tu vi Mạnh Hạo lập tức bộc phát, đột phá Nguyên Anh sơ kỳ, bước vào Nguyên Anh trung kỳ, hoàn toàn ổn định. Mạnh Hạo giờ phút này đã bước vào hàng ngũ cường giả có được 3 Nguyên Anh xưa nay cực hiếm trong lịch sử vùng đất Nam Thiệt. Vô số năm này, nhìn khắp vùng đất Nam Thiên này, vô số thiên kiêu, quân hùng, người nhiều nhất cũng chỉ luyện chế ra 4 Nguyên Anh. Mà tu sĩ có thể như thế, vô số năm qua chỉ có 3 người. Mà hiện giờ sắp có người thứ tư. Đan Đông Bất Diệt Hòa, giống như đan đạo vĩnh hằng của ta, dùng tâm bất diệt ngưng tụ hòa trong ngũ hành thiên địa. Hòa này đại biểu đan đạo của ta, đại biểu cho quyết tâm tu hành của ta. Dùng hòa này luyện ra Nguyên Anh thứ tư của ta, Hòa Anh. Mạnh Hạo thì thầm nho nhỏ, giọng nói tuy nhỏ nhưng mà lại như là chuyện chắc chắn đã định.
Lúc mở miệng, Mộc Nguyên Anh trong cơ thể hắn đã bay ra, lại xếp bằng ở một chỗ, vây quanh Mạnh Hạo cùng với Thủy Anh, Kim Anh. Bà Nguyên Anh, cảnh tượng này nếu người nhìn thấy nhất định có kinh hãi, không thể tin vào mắt mình. Vì từ xưa tới nay tu sĩ có được ba Nguyên Anh là vô cùng hiếm hoi, không đến 10 người, mà người gần nhất cũng đã là vạn năm trước. Nhưng hiện giờ, Mạnh Hạo đã thành công luyện chế ba Nguyên Anh. Nhưng với con đường ngũ sắc Nguyên Anh của hắn mà nói, thì vẫn chưa hết bước đầu tiên. Do đó có thể thấy phương pháp luyện Anh của Mạnh Hạo đúng như là khai thiên thập địa. Tất cả, trừ việc Mạnh Hạo thu được đồ đằng ngũ hành ra, còn liên quan cực lớn tới thân phận đại sư đan đạo quán. Chỉ có thân phận này mới có thể dùng phương pháp luyện đan để luyện Anh. Nhưng quan trọng nhất vẫn là cơ sở của Mạnh Hạo, ngưng khí tầng 13 đại viên mãn, hoàn mỹ trúc cơ 10 toàn đạo đài, hoàn mỹ kim đan hoàn toàn viên mãn. Cơ sở như vậy, nhìn khắp vùng đất Nam Thiên có một mình hắn thôi. Cơ sở như vậy hóa thành vòng khí hỗn độn trong cơ thể hắn mới có thể chống đỡ hắn luyện ra từng Nguyên Anh một. Nếu là đổi lại người khác không có cơ sở như thế, căn bản không thể làm được điều này. Đúng lúc này, ánh sáng vàng chanh lập tức phát ra từ đồ đằng hỏa của Mạnh Hạo, sau đó lập tức biến mất, xuất hiện trong vòng khí hỗn độn trong cơ thể hắn. Tiếp đó vòng xoáy khí tròn, đồ đằng hỏa hoàn toàn dung nhập vào trong đó, dường như bị ép vỡ, một lần nữa luyện hóa trong vòng khí hỗn độn. Biển lửa xuất hiện, thiêu đốt trong cơ thể Mạnh Hạo, bao bọc lấy cả vòng khí hỗn độn, khuếch tán trong cơ thể Mạnh Hạo, tản ra cả biển tím. Xung quanh hắn toàn bộ đều là biển lửa. Ở trong ngọn lửa này, ở trong vòng khí của Mạnh Hạo, một ngọn lửa bay ra, hóa thành một người cỡ 7 tấc trong cơ thể Mạnh Hạo, chính là ngũ hành hỏa anh của Mạnh Hạo. Cùng lúc nó xuất hiện, hỏa diễm xung quanh lập tức tụ lại, thu vào trong cơ thể Mạnh Hạo, ngưng tụ thành thân thể của hỏa anh này. Sau đó đôi mắt của ngũ hành hỏa anh mở ra. Ngay khi nó mở mắt ra, trong đầu Mạnh Hạo chấn động, tu vi quán một lần nữa bay lên, lần này đạt đến Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong. Trước kia ngoài Mặc Môn, Mạnh Hạo ngũ hành quy nhất, nhưng mà cũng chỉ làm cho tu vi miễn cưỡng đạt tới Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong. Mà hiện giờ hắn mới mở, chỉ luyện Nguyên Anh thứ tư, đã đạt tới mức ngũ hành tạm thời quy nhất trước kia rồi. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, đôi mắt lóe lên. Hỏa anh trong cơ thể hắn lập tức bay ra, lơ lửng trên đỉnh đầu, xếp thành một trận pháp vuông vức cùng với ba Nguyên Anh khác. Trung tâm trận pháp này là Mạnh Hạo. Lực lượng bản nguyên của xương thổ yêu đế. Lúc thiên địa sơ khai, một mảnh hỗn độn chỉ có xương thổ. Nó sẽ là Nguyên Anh thứ năm của ta. Thổ Anh. Mạnh Hạo hít sâu một hơi. Lúc này sự tự tin quán trước này chưa từng có. Đôi mắt một lần nữa nhắm lại. Đồ đằng cuối cùng trên người hắn lập tức biến mất, dung hòa vào trong vòng khí trong cơ thể hắn. Thời gian từ từ trôi. Một lát sau, từng đợt khí tức băng hàn đột nhiên bộc phát trong cơ thể Mạnh Hạo. Khí tức này quét khắp bốn phương, lúc khuếch tán tiếc rằng phát ra tiếng răng rắc vang vọng. Nơi nó đi qua, biển tím đóng băng. Tiếp đó tu vi Mạnh Hạo tiếp tục tăng nữa. Không còn là Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong, mà đã mạnh mẽ đột phá bước vào Nguyên Anh hậu kỳ. Mái tóc hắn xõa tung, áo bay phần phật. Đồng thời trong cơ thể hắn có một tiếng kêu to vang lên. Từ trong thiên linh quán đột nhiên có một hình người 7 tấc từ từ bay lên, vẻ mặt nghiêm túc, tràn đầy khí tức băng hàn, giống như là một mảnh xương thổ vậy. Chính là ngũ hành thổ anh của Mạnh Hạo. Thổ anh bay ra, lơ lửng trên đầu Mạnh Hạo. Mạnh Hạo lúc này có 5 Nguyên Anh lơ lửng trên đầu, ngũ hành Nguyên Anh hoàn toàn viên mãn. Bước đầu tiên của ngũ sắc Nguyên Anh, Mạnh Hạo đã hoàn thành. Mạnh Hạo giờ phút này trong cùng một cảnh giới, ở vùng đất Nam Thiên, xưa nay không có ai. Hắn là mạnh nhất. Linh thức quán giờ phút này gia tăng mấy lần, 100 trượng, 1000 trượng, 5000 trượng, cho đến 9000 trượng. Nếu nơi này là đất liền, thì thần thức còn có thể tăng lên gấp 10. Đây không còn là linh thức, vì không có bất cứ linh thức nào có thể đạt tới điểm này, chỉ có thần thức. Thần thức, điểm đặc biệt chỉ có tu sĩ Nguyên Anh mới có. Nguyên Anh hậu kỳ bình thường, phạm vi thần thức chỉ đạt đến hơn 7000 trượng mà thôi. Mà giới tuyến phân biệt với Trảm Linh là 10000 trượng. Có Trảm Linh mới có thể có được thần thức phạm vi 10000 trượng.
mà hiện giờ thần thức của Mạnh Hạo đã có phạm vi 9.000 trượng. Mạnh Hạo ngẩng đầu, nhìn năm nguyên anh đỉnh trên đỉnh đầu. Lúc này, vòng xoáy do hoàn mỹ kim đan tan vỡ hóa thành trong cơ thể hắn vẫn còn. Tuy không nhiều, nhưng mà nhìn qua, có vẻ vẫn đủ để luyện ra nguyên anh thứ 6. Mạnh Hạo im lặng, nhìn ngũ hành nguyên anh của mình, cảm nhận tu vi nguyên anh hậu kỳ khổng lồ. Hắn hít sâu một hơi. Từ khi tu hành tới nay, không đến 200 năm, từ một tu sĩ nhỏ nhỏ nước triệu, cho đến hiện giờ đã trở thành cường giả nguyên anh hậu kỳ. Tất cả lúc này nhớ lại giống như một giấc mộng vậy. Lúc này ngũ hành nguyên anh đề tụ, Mạnh Hạo đã hoàn thành bước đầu tiên. Hiện giờ hắn chuẩn bị bước thứ hai, ngũ hành quy nhất. Một khi quy nhất, hắn chính là ngũ sắc chí tôn. Nhưng một đôi mắt Mạnh Hạo lúc này lại thoáng có chần chờ, thậm chí là co mày. Ngưng khí 13 tầng đại viên mãn, hoàn mỹ trúc cơ, hoàn mỹ kim đan. Con đường của ta, mỗi một cảnh giới đều tới cực hạn, cho nên ta mới có thể khiêu chiến người có cảnh giới cao hơn. Cho nên mới có ngũ hành nguyên anh hiện giờ. Nguyên anh chia làm ngũ hành, ngũ sắc. Tam hành là hữu khuyết, tứ hành là vô hạn, ngũ hành là hoàn mỹ. Dựa theo đạo lý, ta hẳn phải là hoàn mỹ mới đúng. Thần thức 9.000 trượng, nhìn có vẻ vượt xa đa số lão quái nguyên anh. Nhưng không biết hoàn mỹ nguyên anh chân chính thần thức sẽ đến bao nhiêu. Đây mới là điểm khiến Mạnh Hạo chần chờ. Hắn nhìn ngũ hành nguyên anh, rơi vào trầm tư. Ngũ hành nguyên anh xuất hiện khiến Mạnh Hạo vui mừng, cũng suy nghĩ lung tung. Thần thức 9.000 trượng chứng minh cho con đường Mạnh Hạo lựa chọn trước đây không có sai. Nó chính xác, nhưng mà dường như con đường này còn có chút chênh lệch so với hoàn mỹ nguyên anh trong truyền thuyết. Mạnh Hạo cho dù không biết hoàn mỹ nguyên anh trong truyền thuyết sẽ mạnh đến đâu, nhưng mà dù sao hắn cũng là hoàn mỹ trúc cơ, hoàn mỹ kim đan, từ đó tính toán ra cũng không khó đoán được một đáp án đại khái. Hoàn mỹ nghiêm nguyên anh cần có đủ toàn bộ ngũ hành, đó là một nguyên anh có được 5 màu của ngũ hành, mà lựa chọn của ta là phân tán ra, luyện ra từng nguyên anh, mỗi một nguyên anh có được một màu, dùng đồ đăng làm cầu nối, khiến cho ngũ hành quy nhất, dùng loại phương thức này đạt đến cấp bậc hoàn mỹ nguyên anh. Nhưng hiện giờ vẫn còn có điểm khác. Ta đoán không ra mấu chốt của hoàn mỹ nguyên anh, nhưng mà 9.999 trường nhất định là cực hạn của hoàn mỹ nguyên anh. Đôi mắt Mạnh Hạo lấp lánh ánh sáng kỳ dị. Hắn tự nghĩ ra nguyên luyện anh thành tựu con đường ngũ hành nguyên anh là vì hắn không có công pháp thành hoàn mỹ nguyên anh, mà muốn tự tạo ra một con đường có thể sánh được, thậm chí là vượt qua hoàn mỹ nguyên anh. Nếu ngũ hành nguyên anh thành công, đạt đến thần thức 9.000 trượng, có chút chênh lệch với hoàn mỹ nguyên anh, vậy thì ta sẽ tăng thêm một nguyên anh nữa để bù đắp vào chênh lệch này. Đôi mắt của Mạnh Hạo lộ ra chấp nhất. Ngồi dưới đáy biển, tay phải hắn đột nhiên giơ lên. Trong bàn tay hắn đột nhiên xuất hiện một viên đan dược. Đó chính là nhất sắc nạp anh đan, một trong tam đại đan dược thượng cổ. Năm đó Mạnh Hạo tiêu diệt người của Quý gia thu được từ trong túi trữ vật. Đan này thiên địa hiếm thấy, thượng cổ kỳ đan. Nuốt vào một viên, có một tỷ lệ nhất định khiến cho phẩm chất nguyên anh đề cao, tăng thêm một màu, bằng với tăng thêm một lực lượng trong ngũ hành. Hiện giờ ngũ hành của ta đã có đủ. Nuốt đan dược này hoặc không có tác dụng, hoặc là lại tăng thêm một ngũ hành. Hành thứ 6 của ta không biết. Mạnh Hạo im lặng một chút. Về mặt quyết đoán, hắn nhất định phải thử một lần, nếu không hắn có chút không cam lòng. Lúc này không hề do dự, lấy ra gương đồng. Ở trong túi trữ vật của Mạnh Hạo linh thạch rất nhiều, đều là thu hoạch được từ trên đường ô thần bộ di chuyển năm đó. Lúc này hắn không hề do dự, cho dù là phục chế một viên đan dược như vậy, linh thạch cần dùng rất rất nhiều. Nhưng phục chế lại một viên, sau đó nuốt một trong hai viên. Ngay khi viên đan dược này vào miệng, cơ thể Mạnh Hạo văng vọng. Cùng lúc đó đan dược dung hòa, phát tán vào trong cơ thể Mạnh Hạo, dường như là hoàn toàn hóa thành một loại thần thức đặc thù, quét qua cơ thể hắn, giống như đang tìm kiếm cái gì đó. Cho đến cuối cùng, lực lượng của đan dược biến mất, lực lượng đặc thù giống như thần thức này cũng dần dần tiêu tán, không tìm được thứ gì.
Mạnh Hạo cau mày, mở mắt, rơi vào trầm tư. Đan dược vô hiệu. Điều này nói lên ngũ hành của Mạnh Hạo đã là viên mãn, khiến cho đan này giống như là không tìm ra được vật dẫn, cũng không thể từ hư không làm thêm một hành. Tam đại kỳ đan thượng cổ, lẽ nào chỉ là gân gà sao? Mạnh Hạo im lặng một chút, tiếp tục không tiếc linh thạch phục chế một viên. Một lần nữa nuốt xuống, cảm giác giống như là lại hiện lên một lần nữa, nhưng mà cuối cùng vẫn không có hiệu quả. Nhưng lực lượng kỳ dị giống như thần thức của đan dược này lại như được chồng chất càng thêm khổng lồ. Mạnh Hạo lặng yên nuốt thêm một viên nữa, để không có tiếc nuối. Cho dù là thế nào, hắn cũng phải nuốt 10 viên. Nếu vẫn không thành công thì sẽ bỏ qua lựa chọn ngũ hành quy nhất. Thần thức 9999 trượng chỉ là một suy đoán của hắn với Hoàn Mỹ Nguyên Anh mà thôi. Có lẽ Hoàn Mỹ Nguyên Anh thực sự cũng chỉ có 9000 trượng mà thôi. Mạnh Hạo nghĩ vậy, lập tức nuốt từng viên nhất sắc nạp anh đan vào. Nuốt đến viên thứ 9, cảm giác thần thức kỳ dị kia lại xuất hiện. Đột nhiên, trán Mạnh Hạo xuất hiện một chút đau đớn. Cơn đau này tới rất bất ngờ, dường như là luôn luôn ẩn giấu trong cơ thể của Mạnh Hạo, nhưng hắn vẫn luôn không phát hiện được. Mà sau khi nuốt viên thứ 9 này, thần thức đáng sợ do 9 viên đan dược chồng chất mới phát giác được nó. Khoảnh khắc cơn đau này xuất hiện, ở trong lòng Mạnh Hạo chấn động. Hắn cẩn thận cảm nhận một chút, không hề chần chờ bắt đầu phục chế đan dược. Loại đan dược này, cho dù là vào thời thượng cổ cũng chỉ có rất ít người mới có thể liên tục uống như vậy. Cho đến hiện giờ, càng không có khả năng. Chỉ có Mạnh Hạo mới có thể nuốt chừng như vậy. Nhưng mà cái giá phải trả chính là linh thạch hắn tích lũy nhiều năm ở trong túi chứa vật đang nhanh chóng giảm bớt. Chỉ sợ không lâu nữa, Mạnh Hạo sẽ là nghèo rớt mồng tơi. Nhưng hiện giờ cho dù hắn đau lòng thì cũng không thể chú ý quá nhiều. Nỗi đau trên trán cho Mạnh Hạo hy vọng. Hắn có thể cảm nhận được nhất sắc nạp anh đan này dường như đã tìm được dấu hiệu của hành thứ 6. Khi viên thứ 14 được nuốt xuống, tập hợp sức thuốc của 14 viên, thần thức khủng bố ngưng tụ quét khắp cơ thể Mạnh Hạo, cuối cùng tìm được lực lượng có thể ngưng tụ ra hành thứ 6 ở trán Mạnh Hạo. Thần thức Mạnh Hạo cũng được theo đó. Khoảnh khắc ngưng tụ trên trán, nhìn thấy cỗ lực lượng bị nhất sắc nạp anh đan ép ra này, trong đầu Mạnh Hạo chấn động. Hắn nhìn thấy một con côn bằng, cũng có thể nói là một làn gió hình thành côn bằng. Làn gió này màu trắng, ở trong thần thức của Mạnh Hạo lộ rõ ràng, khiến cho Mạnh Hạo giờ phút này nghĩ đến năm đó ở Vãng Sinh Động Nam Vực, nữ tử trong động tặng cho mình một chút lực lượng của côn bằng. Sau này cho dù Mạnh Hạo tìm kiếm như thế nào thì cũng không thể tìm được phần lực lượng đó. Mà hiện giờ, dưới lực lượng chồng chất của 14 viên nhất sắc nạp anh đan, làn gió này cuối cùng cũng lộ ra. Làn gió này chính là đồ đằng phong của ta, cũng chính là nguyên anh thứ 6 của ta, Phong Anh. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, lập tức vận chuyển tu vi trong cơ thể. Năm nguyên anh trên đỉnh đầu hắn cũng đồng thời bắt quyết, lực lượng ngũ hành giáng lâm, thân thể Mạnh Hạo hóa thành đan lô, lập tức luyện anh. Vòng khí do Hoàn Mỹ Kim Đan hóa thành trong cơ thể hắn lúc này vận chuyển mạnh mẽ, xuất hiện lực hút, được sự giúp đỡ của nạp anh đan, được ngũ hành nguyên anh tế luyện, cuối cùng chậm rãi bước ra lực lượng côn bằng ẩn giấu ở trán Mạnh Hạo nhiều năm, nhanh chóng bị hút vào vòng khí trong đan điền. Khoảnh khắc phong của côn bằng bị hút vào, ở trong đầu Mạnh Hạo như có sấm chớp không ngừng nổ vang. Vòng khí đan điền của hắn nhanh chóng chuyển động, càng lúc càng nhanh. Luyện anh phong. Một lát sau, đôi mắt Mạnh Hạo mở ra, tiếng nổ trong cơ thể hắn mạnh mẽ giống như là sấm chớp vậy. Vòng khí nơi đan điền của Mạnh Hạo liền ngưng tụ lại, đột nhiên hóa thành một hình người bảy tấc màu trắng, bộ dạng y hệt như Mạnh Hạo, chính là Phong Anh, nguyên anh thứ 6 của Mạnh Hạo. Khoảnh khắc Phong Anh xuất hiện, tu vi Mạnh Hạo lập tức bạo phát, từ nguyên anh hậu kỳ lập tức tăng lên, đạt tới nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong. Khoảng cách đến đại viên mãn chỉ còn một chút. Đồng thời thần thức của Mạnh Hạo cũng điên cuồng gia tăng. 9.100 trượng, 9.300 trượng, 9.600 trượng. Khi đạt đến hơn 9.900 trượng mới từ từ chậm lại, đến cuối cùng mới dừng lại ở mức 9.999 trượng. Mạnh Hạo ngẩng đầu, đứng dậy. Khoảnh khắc đó trên Thiên Linh Quán,
Phong Anh bay ra, cùng với ngũ hành Nguyên Anh kết thành một đồ án lục mang tinh. Hoàn mỹ Nguyên Anh. Nhưng ngay khi tâm tình Mạnh Hạo kích động, hoàn thành con đường hoàn mỹ Nguyên Anh, hắn đã sáng tạo ra, trở thành người đầu tiên có được 6 Nguyên Anh từ xưa tới nay. Lại là người đầu tiên sáng tạo ra con đường có thể sánh với hoàn mỹ Nguyên Anh. Khoảnh khắc muốn lục hành quy nhất, đột nhiên vẻ mặt Mạnh Hạo biến đổi. Khoảnh khắc nén phát hiện cơ thể mình, lúc này thời gian trôi qua nhanh như là gấp 6 lần, nhanh chóng biến mất. Mà tuổi thọ quán cứ tiêu hao như vậy, trăm năm sau sẽ là hao hết mà chết. Đây là... Trong mắt Mạnh Hạo lập tức lóe lên tinh mang. Vì ta có 6 Nguyên Anh, giống như có 6 tính mạng, cho nên tuổi thọ của ta cũng vô hình chung bị hóa thành 6 phần. Cho nên 1 năm của ta bằng với 6 năm của người khác. Đây là cái giá của hoàn mỹ Nguyên Anh sao? Cũng vào lúc này, bị ngạn hoa trong cơ thể Mạnh Hạo giống như tìm được cơ hội, một đợt ức quật khởi đột nhiên bộc phát. Đồng thời trên bầu trời ngoài biển tím, lúc này gió mây vần vũ, cho dù không còn mưa tím nhưng mà bầu trời vẫn u ám như cũ. Lúc này lại dần lộ ra từng tia chớp từ bốn phương tám hướng nhanh chóng tụ tập. Từng tia chớp đi tới đã hình thành từng mảng kiếp vân. Gió mây quần quần, kiếp vân nơi này càng lúc càng nhiều, dẫn đến biển tím trào dâng, phát tán ra khí tức tử vong ngập trời. Khí tức này dường như là đối kháng với lôi kiếp. Giữa đất trời nổi lên một hồi tang thương điên cuồng. Trên biển tím, nhiều năm nay đã xây dựng được 10 phường thị, trong đó có rất nhiều tu sĩ, hiện giờ ai nấy nhìn bầu trời lộ vẻ vô cùng kinh hãi. Đây là lôi kiếp, lẽ nào có người độ kiếp? Chuyện này sao có thể chứ? Chưa nói chỉ là có tiên nhân mới có thể độ kiếp, nhìn khắp cả Tây Mạc làm sao có thể có người độ kiếp chứ? Đây không phải độ kiếp, đây là trọng bảo xuất thế. Trong 10 phường thị, cảnh tượng này đâu đâu cũng thấy, nhưng mà lôi kiếp trên phía trên biển tím, thế nhưng lại chỉ có lực lượng biển tím mới có thể nhìn thấy. Tu sĩ mặc thổ kể cả Trảm Linh đều như là bị chia cắt, không hề phát giác. Lúc này ở trong phường thị thứ hai, ở trong một lầu các được xây dựng trên biển, một người đàn ông mình trần đang ôm một nữ tu kiều diễm, nói chuyện vui vẻ, bàn tay vuốt ve trên người cô gái. Cô gái càng e thẹn, người đàn ông càng bạo dạn. Sau lưng gã có 7 lão già đang xếp bằng, nhắm mắt không nói, nhưng không nghe thấy những lời tục tiễu. 7 người này tu vi đều không tầm thường, trong đó có 4 người là Nguyên Anh trung kỳ, 2 người là Nguyên Anh hậu kỳ, còn có 1 người Nguyên Anh đại viên mãn. Tu sĩ đã như vậy, đã là mạnh nhất dưới Trảm Linh. Đặc biệt trong thời đại Trảm Linh không dễ xuất hiện này, bất cứ một Nguyên Anh đại viên mãn nào cũng có thể chấn động phong vân bốn phương. Nhưng hiện giờ, mối quan hệ giữa người này và những người bên cạnh có vẻ như là 7 người chỉ là đi theo. Mà có thể khiến một Nguyên Anh đại viên mãn trở thành tùy tùng chỉ có lão tổ Trảm Linh. Nhưng mà người đàn ông trung niên kia tu vi chỉ có Nguyên Anh sơ kỳ, không phải Trảm Linh. Điều này có nghĩa là thân phận người này vô cùng cao. Gã là Hồ Diên Khánh, đứa con hiếm muộn duy nhất của lão tổ Trảm Linh, Hồ Diên Vân Minh của Thiên Tổng Bộ trong Liên Minh Thiên Đình Mặc Thổ. 3 tháng trước gã đã đi ra khỏi Mặc Thổ, du ngoạn các phường thị, trêu hoa ghẹo nguyệt, vô cùng sung sướng. Hồ Diên Khánh đang muốn nhào lên trên người cô gái này, đột nhiên bầu trời nổi trận sấm sét, một tia chớp đỏ rực lao về phía xa. Ở trong khi tia chớp di chuyển, uy áp đột nhiên tăng mạnh, khiến cho 7 lão già toàn bộ mở mắt. Vị lão già áo đỏ tu vi Nguyên Anh đại viên mãn từ từ ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời hơi cau mày. Hồ Diên Khánh dùng mình lập tức ngẩng đầu. Kỳ lỗi, lẽ nào có chí bảo xuất hiện, hay là có gì yêu biến hóa? Hồ Diên Khánh cười, ôm lấy nữ tử bên cạnh gã. Khi cô gái hơi sợ hét lên, gã đã bay lên phất tay áo, xung quanh lập tức hiện ra 4 hộ vệ áo đen. Lúc họ xuất hiện thì cũng mang theo một chiếc kiệu cực kỳ xa hoa. Hồ Diên Khánh ôm lấy cô gái tiến vào trong kiệu. Ngô lão, chúng ta đi xem thờ một chút chưa? Tiếng cười của gã xen lẫn tiếng thở gấp của cô gái kia
trong chiếc kiệu, một mảnh xuân sắc. Ngô lão trong miệng Hồ Diên Khánh chính là lão già nguyên anh đại viên mãn kia. Lão cau mày, thầm than một tiếng, từ từ đứng dậy, dẫn theo 6 người bên mình đi theo chiếc kiệu, đi về phía những tia chớp kia lao tới. Phong xin phép nghỉ ở đây mọi người nhé. Mình tranh thủ buổi trưa một tí rồi đi làm. Ok, xin chào anh em và hẹn em buổi tối nhé.